các bạn quay trở lại với kênh Thường MC Channel. Moonbin đã kết hôn hay chưa? Hãy cùng tìm hiểu điều này. Cuộc sống tình yêu của nam diễn viên Moonbin. Kim Ta Pyeong là một là hay còn được biết đến là cái tên Moonbin, sinh ngày 25 tháng 9 năm 1982. Anh là một trong những nam diễn viên được yêu thích nhất tại Hàn Quốc. Sự nổi tiếng của Moonbin tăng vọt lên thành ngôi sao với loạt phim hài lãng mạn My Lovely Samsung năm 2005 với nữ diễn viên Kim Suna. Đó là một hit lớn với xếp hạng trung bình hơn 37% và 50,5% cho đêm chung kết. Moonbin sau đó đã trỗi dậy danh tiếng vào năm 2010 với bộ phim thành công khác là Secret Garden. Với sự nghiệp lừng lẫy và gương mặt điển trai, nhiều người tò mò không hiểu vì sao Moonbin vẫn độc thân, chưa lập gia đình. Tranh cãi về các mối quan hệ của anh luôn trở thành chủ đề bàn tán của thị phi. Nhiều lần anh đã thừa nhận đang trong một mối quan hệ nghiêm túc, nhưng cho đến nay, anh ấy vẫn chưa đưa ra bất kỳ mối quan hệ nào của mình lên gần cao mới. Trong bài viết này, Channel Korea đã cho bạn biết tất cả các mối quan hệ và cuộc sống tình yêu của Moonbin. Bạn gái cũ của Moonbin. Những mối quan hệ trong quá khứ của anh với một số nữ diễn viên hạng A luôn được chú ý. Dưới đây là tóm tắt về các mối quan hệ trong quá khứ của Moonbin. Thứ nhất, Jun Ji-hyun. Anh ấy đã hẹn hò với nữ diễn viên Kwang Ji-hyun, hay như bây giờ cô ấy được biết đến, Jun Ji-hyun. Thời điểm họ bị đồn hẹn hò bắt đầu từ năm 2007 và danh tiếng của nữ diễn viên ngày càng trở nên nổi tiếng, nổi lớn nhờ mối quan hệ cáo buộc này. Tuy nhiên, không ai trong số họ thực sự công khai liệu họ có đang hẹn hò hay không. Cô gái thứ hai là Song Hye Kyo. Sau những tin đồn về mối quan hệ với Jun Ji-hyun, anh ấy đang hẹn hò với bạn diễn The Way The Light, Song Hye Kyo. Vào năm 2009, cặp đôi đã làm tan vỡ trái tim trên toàn thế giới khi xác nhận họ đang yêu nhau. Theo giới truyền thông, Song Hye Kyo và Moonbin đã trở nên thân thiết nhờ hợp tác cùng nhau trong bộ phim truyền hình The Way The Light của đài KBS năm 2008. Hai người cũng đại diện cho thương hiệu Aritzaum của Amore Pacific. Công ty đại diện của Moonbin tuyên bố rằng Song Hye Kyo và Moonbin là bạn tốt của nhau và đã trở thành người yêu của nhau 2 tháng trước. Công ty quản lý của Song Hye Kyo cũng xác nhận tin này. Các nguồn tin cho biết cả hai thèm hẹn hò ở các quán cà phê ở Trung Nam Đông hoặc Áp Quy Dông Đông, trên xe hơi hoặc với một nhóm bạn. Trái ngược với Moonbin bị đồn hẹn hò với Jun Ji-hyun, cư dân mạng lại chào đón tin tức này với những lời khen ngợi và bình luận chúc mừng dành cho Moonbin và Song Hye Kyo. Trong khi đó, Jun Ji-hyun lại bị người hâm mộ bạo hành bằng lời nói. Cặp đôi không thực sự bắt đầu hẹn hò cho đến tháng 6 sau khi Moonbin ở Busan để quay phim Friend Online Legacy. Nhiều người nói rằng đó là một trường hợp khoảng cách khiến trái tim lớn lên vì họ đã bị chia cắt trong quá trình quay phim. Chính trong khoảng thời gian đó, hai người bạn đã nảy sinh tình cảm với nhau nhiều hơn. Họ công khai mối quan hệ vào năm 2009 sau khi bị bắt gặp hẹn hò cùng nhau. Tuy nhiên, cặp đôi cuối cùng cũng đã chia tay vì lý do duy nhất ở Hàn Quốc vào năm 2011. Lý do là nam diễn viên Hàn Quốc bắt buộc phải nhập ngũ và cặp đôi ngọt ngào này đã chia tay nhau khi Moonbin cần lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Moonbin rất bận rộn với công việc trước khi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và Song Hye Kyo cũng có một lịch trình bận rộn vào thời điểm đó. Thật không may, họ không thể tìm thấy nhiều thời gian ở bên nhau và khoảng cách giữa họ tự nhiên lớn lên.